Chào toàn thể anh em bà con. Sản phẩm hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em là dòng máy rửa bát thương hiệu Parasolic. Model này là dòng TR3 mọi người nhé. Thì anh em nào đã theo dõi các video trước của shop mình thì Parasolic thì nó có từ đời TR1 đến TR8. Anh em nào theo dõi thì sẽ quay lại các mục video trước để xem các dòng mã TR. Thì từ dòng TR1 đến TR6, TR7 thì là về mặt bố trí kiểu dáng nó cũng là ná nhau thôi. Trong mặt trước là bằng nhựa nhá. Trước bằng nhựa, trên thì cũng bằng nhựa. Và hai bên đây, sườn đây là bằng thép được sơn tĩnh điện nhá. Thì gần như con nào cũng đều bị móp ở hai bên và sau, bởi vì là trong quá trình vận chuyển các dòng rửa bát rất nặng, nó khoảng tầm 15 kg cơ. Đấy. Nên con nào nó cũng sẽ bị móp ở xung quanh. Thì bên mình sẽ cố gắng lắn lại cho tương đối. Còn không tránh khỏi cái vết sát sát anh em nhé. Còn mặt trước thì đẹp, không bị vỡ lướt hay là bị sao cả. Đây anh em phải xem này. Đây những con mình mới vệ sinh xong. Thì dòng TR3 này thì cũng giống các dòng như TR1 hay TR5 thôi. Thì cấu trúc và thông số đều như nhau. Chiều cao maximum khi các bạn mở cánh ra này đấy, là tầm 650 phân nhá. Đấy. Đấy, anh em có thể để trong lớp âm được. Và chiều chính xác là 630 thôi, để 650 cho thoải mái. Còn chiều ngang lên là 55. Và chiều sâu của máy rửa là tầm 35cm. Đấy. Về cách thức thì bên trong cũng giống hoàn toàn các model khác. Anh em có thể rửa được một bộ, một mâm khoảng 6 người ăn thoải mái luôn. Đây là các vị trí các bạn để bát này. Đấy. Các bát nhỏ này. Đây những đĩa nhỏ này. Đây những đĩa to này. Đấy, đây các bạn để thìa dĩa cốc chén đũa, chứ không phải cốc chén mà thìa dĩa đũa dài, các bạn có để ở trên đây cho mình. Trên đây có để ngay cốc bia không biết thoải mái. Ngoài ra các bạn có thể để đây trên bên những cái bát đều được đây. Đấy. Anh em cố gắng sắp xếp cho bát đó, mình phải để vị trí ngang này nhé, để không bị đi bát nhưng trên nó bị đóng nước. Thì máy trang bị gồm ba tay quay nước đây. Đây vị trí máy so này. Máy sẽ sử dụng hoàn toàn bằng nước đun sôi 80 độ để rửa nhé, không hoàn toàn sử dụng bất kỳ chất hóa học nào. Đấy, và trên một tay quay nữa là dòng ba tay quay, đây là ba tay nước. Ở trên mỗi cái dòng tay quay gồm có cái mắt nước đây, anh em để ý này. Đấy, mỗi mắt nước thì có một cái hướng khác nhau, không cái nào giống cái nào. Đấy, và ngoài ra ở phía sau đây còn rất nhiều cái mắt nước nữa, tổng cả khoảng tầm hơn 2 mét nước. Đây là bộ diệt khuẩn và bắn ion nhé. Còn đây là bộ phận tạo khói này. Đấy, trong quá trình sử dụng máy sẽ vừa rửa vừa diệt khuẩn luôn. Anh em lưu ý thì các cái dòng rửa bát nói chung có dòng Lationa thì có đời tầm 2007-2008 đổi về trước thôi. Thì tất cả các dòng rửa bát Lationa Bala thì anh em lưu ý thì mua đấy cho mình chọn các cái răng cao su, nó đẹp, cái này ok, nó có thể ngả màu vàng. Đấy, đó là do lâu ngày nhưng mà nó không được mổ mọi người nhé, vàng không sao cả, hoặc nó bị bẩn thì dùng rửa ra nó sạch. Nhưng bạn ý thì bạn gọi cấu một cái răng cao su nó còn rất là dẻo dai chứ, nó không bị cứng đơ. Đấy, không bị đượm mổn ra là ok. Đấy, các cái răng xung quanh đây còn rất là đẹp luôn. Mình quay trực tiếp cho anh em này. Đây những vết này, những vết bẩn chẳng hạn chứ. Mình cũng vệ sinh rồi nhưng mà nó không phải sạch hoàn toàn được, vì lâu ngày qua sử dụng nó dần dần nó sẽ hết răng xung quanh. Cái răng này nó ok thì nó đảm bảo nước các bạn cũng không bị dò ra. Đấy, và nó kín hơi. Thứ hai là các cái nhựa bên trong đây, đấy, các thành nhựa đây. Đấy. À, dòng Lationa thì thành nhựa là inox, dòng Bala thì thành nhựa là bằng nhựa ABS. Đấy, nó khác nhau một chút. Các cái khay inox còn rất là sáng đẹp, đấy, nhìn tổng quan. Đấy. Với vì đánh giá như này thì khoảng tầm 90% là tương đối ok rồi. Đấy. Có những con thì cái răng cao su, thường thường cái răng cao su dưới đây, phía dưới nó hay bị thường cái răng cao su này nó hay bị vàng này, bởi vì nó gần là cái vấn đề nó nóng thì nó sẽ hay bị ngả màu vàng, như anh em không sao cả, nó cứ dẻo là được. Đấy, vì nó tùy con, có những con thì nó không vàng, có con trắng, nên anh em tùy lô thôi. Đấy, đây là model TR3 thì máy sử dụng áp 100V, công suất là 1200W. Anh em nên đổi nguồn tầm một cái dòng đổi nguồn tầm 1500 để máy hoạt động ok và hoàn hảo hơn. Đấy. Thì cách thức sử dụng thì cũng giống các cái model khác luôn. À, đây là nút bật này, cái nút tắt này.
Cách sử dụng thì cũng rất đơn giản thôi nhé anh em. Đây là nút tắt này, nút bật này, thì bạn lấy cho mình cái đèn chu trình rửa này. Đấy. Có các đây là đèn hâm nước và diệt khuẩn này, đèn rửa này, đèn tráng và đèn sấy này. Đấy, 3 chế độ này. Đây là phím menu, thì mặc định các bạn cứ để cho mình chế độ, đây là chế độ tiêu chuẩn, đây là chế độ nhiệt độ thấp. Đấy. Đây là nhiệt độ chế độ nhanh. Đấy, anh mình để cho mình chỗ tiêu chuẩn này, ấn phát nữa 80 độ này. Còn đây là thời gian sấy, thì thời gian sấy có từ 30, 45 và 60, bạn có để mình 30 phổ thông. Còn chế độ này là chế độ khi nó sấy xong nó vẫn giữ ấm cho cái máy rửa bát của mình, nó không được đóng nước. Nếu các bạn không chọn chế độ này, ấn ở đây mất đi. Đấy, không chế độ này thì sau khi các bạn rửa xong các bạn mở lắp ra để nó bay hơi lưu, không bị hiện tượng ngưng tụ nước ở đáy bát thì trông nó sẽ không được khô. Sau bạn ấn nút rửa là xong. Đấy, là máy tự động bơm nước vào và rửa và sử dụng hoàn toàn nước nóng nhé, anh em yên tâm không bị chất hóa học nào. Đấy, ngoài ra các bạn muốn bát của mình sạch sẽ và thơm mùi hơn, các bạn có thể mua cho mình một cái loại muối rửa bát bán ở ngoài thị trường. Các bạn mua sen đỏ, Shopee đều có, dòng muối phít sinh gì đấy hay fresh rồi đấy, các bạn bán dạng một viên này, các bạn đẻ đôi bạn cho ở đây, thì mỗi một lần rửa các bạn rửa nửa viên để bát vừa nó sẽ làm sạch buồng này, sạch bát này, bóng mát hơn mì chanh này, và nó tẩy những cái cặn vôi đi. Đấy, thì anh em sử dụng 2-3 tháng các bạn lên vệ sinh máy bằng cách các bạn mua và giấm này, các bạn mua hoặc là baking soda các bạn đổ đây để các bạn rửa, thì nó sẽ làm đánh bay các bụi bẩn và làm thông các cái đường nước thoát ra để đánh bay các cặn vôi nhá. Ok, anh em cần sản phẩm thì mình qua số điện thoại 0979 665 264. Dòng rửa bát này mình đều có dòng Lationa này, Pala này. Pala này có từ TR1 đến TR8 nhé. Thì mỗi một model có giá khác nhau, thì mình sẽ để comment ở phần thông tin cho anh em tham khảo. Ok, xin chào mọi người các video sau.